với cái nghiệp làm diễn viên, nhất là diễn viên sân khấu, thì anh em trước khi mà có một cái tác phẩm gì mà để thể hiện thì có kịch bản sẵn. Còn chương trình Ơ Giời Cậu Đây Rồi đòi hỏi mình phải thích ứng, không có kịch bản sẵn. Giao tôi bộ đồ này, tôi đóng vai gì trời? À, nhớ rồi. Cái này hoặc là thầy đồ, hoặc là thầy Len. Không biết là Phương Bình có đảm nhận được hay không, có thích ứng được cái đó hay không. Nhưng Phương Bình muốn thử sức mình coi mình thích ứng với những cái tình huống mà ban giám khảo hoặc là ban tổ chức đưa ra. Cũng mong là quý vị khán giả theo dõi Phương Bình coi sự thích ứng của Phương Bình như thế nào nha. Tất cả các trưởng phòng thì Phương Bình đã diễn chung hết rồi, nhưng thích nhất là Phương Bình diễn chung với anh Chí Tài và Trường Giang. Nào, hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để đón chào Phương Bình. Xin mời. Anh có lo không ạ? Cũng hơi được bình tĩnh chút xuất phát. Xin gửi anh. Anh có thể đeo nó vào người. Cái gì á? Cái gì thì tí nữa anh ấy sử dụng nó nhá. Mời anh. Chúc anh may mắn. Lên đường mạnh khỏe ạ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ôi trời, thầy đây rồi. À, cái này là bị dông nó nhập hay cái gì rồi nè. Công nhận thầy. Thầy là thầy Lan. Ủa, tôi thầy Lan hả? Dạ, chứ không phải thầy cúng. Hồi nãy giờ trời ơi thầy phà ăn cái con tỉnh luôn á, chắc lâu lắm rồi thầy không xúc miệng hả thầy? Thật ra không phải là thầy không có xúc miệng. Dạ. Mà cái nước này nè. Dạ. Là để khoảng 2 năm rồi. Thầy Lan. Dạ, tại nãy con quýnh quán quá, con thưa thầy cái thầy đó. Tưởng cúng con luôn hả thầy? Tưởng đâu là tôi là thầy cúng. Dạ, thầy. Bây giờ tôi thầy Lan thì thầy Lan. Tôi chỉ kiểu thầy Lan. Dạ. Thầy ơi, thầy bắt mạch cho con đi thầy. Bệnh đúng không? Dạ. Ngồi xuống thầy bắt cho. Dạ. Đưa tay làm cái gì? Dạ bắt mạch. Nghĩ sao mà đưa tay cho tôi bắt mạch? Hả? Cô có biết là tôi là một trong những thầy Lan nổi tiếng nhất cả cái vùng này không? Không bao giờ bắt mạch bằng tay. Dạ. Bắt mạch bằng chân. Này nhà chắc làm biến sao rồi, chân trắng nõn hả? Đưa ra tay đây coi. Cái chân với cái tay bằng nhau, bắt cái chân làm gì? Bỏ chân xuống. Bắt tay cho nó lành. Gì tào lao? Thầy bắt tao bắt mạch bắt bằng tay chứ rồi bắt bằng chân. Cái gu của thầy á là bắt bằng chân. Dạ. Nhưng mà chân bự chân to kìa. Dạ. Còn cái chân này bằng cái tay thì thôi bắt cái tay, ngu gì bắt cái chân chi. Bây giờ thầy bắt thử cái cổ coi ra bệnh tôi không? Bắt cái cổ hả? Dạ. Bắt cái cổ là hết bệnh luôn á. Sao vậy thầy? Là hết luôn á. Tại sao hết hay vậy thầy? Hết thở. Muốn bắt không? À, bắt cái tay. Dạ. Cái gì vậy? Không bắt mạch nữa, vẫn biết bệnh. Bệnh gì thầy? Mám chai. Tay người khác giới mới chạm vô, giật giật như ma nhập cái gì á. Dạ không có, tại con bị suy tim. Gì? Suy tim. Suy tim là chết nãy giờ rồi. Không có, tối ngủ không có nghe tim đập. À vậy hả? Dạ. Cái tim ta phải đập bịch bịch bịch, còn tim con không có đập. Thầy coi lại thầy. Cho thầy có ý kiến vậy được không? Dạ sao thầy? Bây giờ thầy không bắt mạch bằng tay nữa. Dạ. Cho thầy bắt mạch ngay tim luôn được không?
để cho tim phổi nhảy nữa. Dạ. Thầy ơi, thầy là nổi tiếng vùng này ai cũng biết rồi. Ừ. Gia đình con cho người nhà tới đây hốt nhiều rồi. Giờ thầy làm bà ơn thầy chữa con cái bệnh này đi thầy. Bệnh gì? Đa nghi lắm thầy. Bình tĩnh nói đừng khóc. Dạ. Thầy mũi lòng. Dạ không biết tại sao ăn vô là nó no. Gì? Bệnh gì? Ăn vô cái đó no. Ăn vô nó no hả? Dạ. Bệnh đó biết rồi. Dạ sao thầy? Bệnh khùng. Chỉ có mấy người khùng mới nói như vậy thôi. Ăn vô thì nó no là bình thường. Bệnh cái gì? Ủa vậy hả thầy? Vậy là... Tào lao. À vậy. Bệnh gì nữa? Dạ còn bệnh nữa. Là không biết sao nhà con có nói chuyện với chồng con á. Ừ. Không bao giờ thấy không nói câu nào trơn. Tới con nói không à. Có cách nào con chữa cái gì để cho ông nói một con không? Uống cái lá mà tí xíu nó thầy đem cho con á. Dạ. Đem về uống á. Dạ. Cái lá này gọi là lá Tào Tháo. Dạ. Ừ. Rồi để làm chi? Để làm chi? Thời gian mà chạy tới chạy lui á, đâu rảnh đâu mà ngồi đó mà nói chuyện với chồng, thấy không? Là làm thinh. Dạ. Cho chồng nó nói. Chứ nói riết là chồng nó câm mà đúng rồi. Trời ơi. Hay đó thầy ha. Thầy nói tiếng ghê. Gì đó, nhìn dạ, gì? Coi tủ thuốc. À. Tí tô. Rau thơm. Chà, đầy đủ thầy. Ừ. Ngon lành đó thầy. Rồi dọn đi thầy, có díp cá luôn nè. Dọn đi thầy. Dọn gì? Dạ nước mắm với thịt luộc để con cuốn. Lao. Mấy cái này là để trị bệnh chứ không phải để ra ngoài mà cuốn thịt luộc để mà chấm mắm tôm rồi giọng á hả? À rong biển là nấu nước mát uống hả thầy? Đừng. Con hiểu rồi đó. Dạ. Rong biển uống mát. Con muốn hỏi cái gì nữa? Dạ xương sáo. À xương sáo. Từ đó giờ chưa bao giờ thấy thầy Lan mà có xương sáo. Xương sáo trị cho mấy đứa bệnh ngáo. Có không? Còn bông cúc. Ừ, bông cúc là trị cho mấy đứa con nít lúc nhúc vậy nè. Nó mất ngủ. Cho nó uống nó mát, nó dễ ngủ. Mồng tơi. Mồng tơi là trị bệnh cho những người nghèo. Người nghèo rách mồng tơi á. Học é. Hả? Học é. Không có thầy Lan nào mà có học é. Thầy chết nè. Có. Chết rồi. Cái gì? Có. Cái gì? Trị cho những người bị mắc lé. Học lựu. Học lựu. Con có thể trị. Con ra ngoài đây. Dạ. Trị cho những người nào mà ăn nói chuyện kiểu lụ đạn á. À, là giọng cái đó vô là hết nói luôn. À vậy hả? Có nãy giờ ăn nói lụ đạn hả thầy? Xin lỗi thầy nha. Dạ. Gì nữa con? Không có, thầy thấy thầy nổi tiếng quá. Ừ. Sẵn coi nhiêu đây thầy chữa luôn chứ để làm gì? Dạ, vỏ trứng gà. Ừ. Vỏ trứng gà làm gì thầy? Ta chữa phải có hột gà lăn bầm hay là gì mà thấy để vỏ trứng gà ăn chi? Trị cho những người nào thiếu canxi. Rau muống để đây chi thầy? Rau muống á là khi nào muốn ăn rau thì hốt cái này vô về nấu ăn hết. Người ta nói là thầy là trị cho đàn ông á là khỏe mạnh. Đúng. Hiểu không? Ừ. Uống là chuột nó lên khỏe, chuột cái như con trâu. Ừ. Tôi bắt đền thầy á, chồng tôi kêu chồng tôi vô đền thầy. Chồng ơi, đó giờ tôi không biết thầy là nổi tiếng nha, nếu mà thầy mà không giải cái vụ này á là đó. Từ mà đó bây giờ đi lỏng tha lỏng cổng vậy đó. Ông thầy đâu? Gì? Bây giờ ông thầy đâu? Không nói được luôn, không thở được luôn. Thầy nè, ông nghĩ làm sao? Đứng lên mình. Ông chính là cái người mà bán cho vợ tôi cái thuốc để rồi vợ tôi nó về nó bắt tôi uống. Rồi đêm nào nó cũng bắt tôi la. La tới đêm hôm qua tắt trà nó tiếng rồi. À. Mà thầy nghĩ coi, tôi cần chồng tôi uống thuốc vô cho bổ. Mà giờ tôi bắt đền thầy, tôi không biết sao bây giờ mà giờ chồng tôi lèo khều vậy, thấy ghê không? Bà đừng có cháo trở nha. Cháo trở tôi rất nhớ. Đây là chồng thứ hai của bà đúng không? À. Còn chồng đầu tiên của bà, tại cái gu của bà thích như vậy, thích gầy 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 như vậy. Chồng đầu tiên của bà là ông Hoài Linh. Có hơn giọng này đâu. Thích cái gu. Cái gu nè, ốm nè, nói giọng khàn khàn vậy nè, y chang luôn. Gu gì mà gu? Chứ gì nữa? Này. Ông có tào lao. Tào lao cái gì? Y chang. Giờ thầy chữa cái vụ kia đây kìa, sao đứng rung quá kìa thầy. Bắt đền á, tôi cũng đền, tôi kêu kìa. Kêu. Rồi, bắt đền. Đứng rung khoảng tiếng đồng hồ đi hết à. Mấy cái bệnh này là... Bắt tay chưa hết rồi kìa. Sao vậy? Chịu không nổi, thiên hồn xuống hết rồi. Vâng, xin chúc mừng cái phần vượt qua thử thách của anh.
Thầy lang, lang của anh không phải lang băm mà lang chặt, lang chém. Thưa quý vị, càng ngày chương trình của chúng ta càng được quý vị quan tâm, càng thu hút. Bởi lẽ các trưởng phòng thì ngày càng một mưu mô. Còn những người tham gia, tức là khách mời của chúng ta thì ngày càng một tỉnh táo. Và rồi hai bên kết hợp với nhau để có được những tiếng cười hết sức tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên cảm ơn Việt Hương, cảm ơn Mạc Văn Khoa. Thực sự là ngày hôm nay mới bắt đầu bước vô phòng là người chơi đã dập trưởng phòng liền rồi. Ai biểu đội cái khăn đỏ lên chi, rồi để cho bị phun nước. Còn về cái tủ thuốc đó thì tôi cũng lạy anh Bình luôn rồi. Tôi chỉ tiếc một điều thế này nè. Tiếc mà tôi cảm thấy tôi hơi đau đau trong lòng. Tôi có tội tình gì mà lôi cổ tôi vô cho ổng. Khi nói tới 4 thí sinh thì em lại lo cho anh nhiều. Bởi vì thật sự ra thì khi mà diễn á, mà tình huống mà nhiều quá là anh Bình rất dễ bị rối não. Mà em không biết bữa nay sao mà anh tỉnh một cách kỳ lạ. Anh tỉnh kinh khủng luôn anh ơi. Thiệt. Tất cả những cái kia là em đã chịu rồi. Nhưng em chịu nhất cái cách mà anh trị bệnh của ông này, ông đứng ông rung đó. Không còn cái thuốc gì để chữa nó. Yên tâm đi, đứng rung một tiếng hồ hết à. Đố thằng Khoa mà dám đứng rung một tiếng á. Cái đó là em thấy anh xử lý cỡ đó là em bấm cái chuông rồi. Và một lần nữa cảm ơn anh Phương Bình rất là nhiều à.